Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin hướng dẫn các bạn và anh em cách phân biệt cái chân máy dọc, chân máy trước, chân máy dọc của dòng xe Mitsubishi Mirage hàng xịn chính hãng làm thay thế. Thì trên tay mình đây là hai cái hàng, một cái hàng xịn chính hãng. Hàng xịn chính hãng này đóng trong bao bì vỏ hộp đây. Hàng xịn chính hãng này. Được nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Motor về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là hàng xịn chính hãng. Và cái này là hàng rẻ, hàng thay thế, hàng của do Koto sản xuất. Hàng rẻ. Thì là có hai loại hàng, hiện nay thị trường thì có hai loại hàng này thôi, một cái là xịn chính hãng, một cái là hàng rẻ. Đấy thì nó hai cái này đều giống hệt nhau và chúng ta có thể lắp được cho nhau, nhưng nó khác nhau về chất lượng. Hàng xịn chính hãng thì đương nhiên tiền nào của đấy rồi, hàng xịn chính hãng nó đắt hơn, nhưng ngược lại là cái giá thành thì nó cũng sẽ, các bạn sẽ phải nó cao hơn đấy. Và cái thứ hai, cách các bạn phân biệt thì các bạn nhìn này, hàng xịn chính hãng thì tất cả những cái nhà máy sẽ đánh dấu những cái điểm này. Đấy, trước khi đến tay khách hàng rất là kỹ. Còn hàng rẻ thì các bạn thấy nó không có những cái điểm đánh dấu đấy, đấy nó không có. Đấy, hàng rẻ đây. Đấy, cách các bạn phân biệt. Và thứ hai nữa là những cái mối hàn đây, đấy, rất là chắc chắn, rất là hàng xịn chính hãng thì không có gì chúng ta phải lăn tăn cả. Còn hàng rẻ thì tất nhiên nó chỉ tương đối thôi, đấy, nó tương đối thôi. Đấy, cái tiền nói chung là chúng ta phải xác định với nhau rõ là tiền nào của đấy anh em. Đấy thì các bạn xem thấy hay thì tùy theo cái nhiều anh em hỏi là nên sử dụng loại nào. Thì thứ nhất là hàng rẻ này thì nó chỉ được khoảng 80-90% so với hàng xịn chính hãng thôi. Nhưng tiền nào của đấy các bạn sử dụng thì tùy theo cái số lượng tiền, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người các bạn có thể lựa chọn. Các bạn xem ví dụ như đối với anh em mà có nhiều tiền mà chúng ta dùng rỉnh xe cá nhân thì chúng ta sử dụng cái chân máy hàng xịn chính hãng này dùng thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Còn nếu như đối với anh em mà chúng ta chạy xe dịch vụ, chúng ta cần cái loại rẻ hơn, tiết kiệm hơn thì đây cũng là một sự lựa chọn để khi mà anh em nhu cầu cần thay thế. Thì các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng làm xe Mitsubishi để phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng làm xe Mitsubishi này.